Sao trẻ đội tuyển Việt Nam chơi xấu với Đặng Văn Lâm? Vòng 8 V-League 2023 đã khép lại với nhiều dư âm của những tình huống đáng chú ý. Trên sân hàng đấy, Viettel FC đã đánh bại Bình Định với hai bàn thắng của Hoàng Đức nhưng pha bóng nhận được sự quan tâm lớn nhất là tình huống phạm lỗi của Nhâm Mạnh Dũng với Đặng Văn Lâm. Cụ thể, phút thứ 29 của trận đấu, Đặng Văn Lâm sau khi hóa giải thành công đường lên bóng của đối phương và sẵn sàng ném bóng cho đồng đội để thực hiện một tình huống phản công nhanh thì bất ngờ bị Nhâm Mạnh Dũng thúc cùi trò từ phía sau. Văn Lâm nằm sân và tỏ ra đau đớn nhưng tiền đạo của đội chủ nhà không phải nhận thẻ mà chỉ bị trọng tài nhắc nhở. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 10 phút sau, Nhâm mạnh Dũng tiếp tục thực hiện một pha kê chân nguy hiểm với Đặng Văn Lâm và lần này thì tiền đạo sinh năm 2000 không tránh khỏi một tấm thẻ vàng từ trọng tài chính. Sau trận đấu, Nhâm mạnh Dũng đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng nếu trọng tài mạnh tay thì cầu thủ 23 tuổi đã bị đuổi khỏi sân. Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhâm Mạnh Dũng đã có hành động bất ngờ. Trên trang cá nhân của mình, tiền đạo thuộc biên chế Việt FC đã đăng tải đoạn tin nhắn xin lỗi Đặng Văn Lâm kèm dòng trạng thái, cũng vì kết quả của đội bóng thôi mà. Sau trận anh em lại tình cảm mọi người ơi. Có thể thấy, Đặng Văn Lâm cũng vô cùng thoải mái và bày tỏ sự cảm thông với Nhâm Mạnh Dũng. Người gác đền số 1 của đội tuyển Việt Nam còn gửi lời chúc sức khỏe tới đàn em. Cả Đặng Văn Lâm và Nhâm Mạnh Dũng đều là những nhân tố có thể được huấn luyện viên Philippe Bechoset triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới mặc dù vậy cơ hội với nhân mạnh dũng là không nhiều khi tiền đạo này không có phong độ tốt